yêu của các chiến sĩ tại lữ đoàn công binh 270 quân khu 5 qua phần chơi mang tên gọi Tình yêu chiến sĩ. Tham gia vào phần chơi tình yêu chiến sĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai cặp đôi. Đầu tiên là cặp vợ chồng của thiếu úy Lê Văn Hiền và chị Trần Thị Ngọc. Cặp đôi tiếp theo bây giờ mới là người yêu thôi, nhưng trong tương lai chắc chắn có khi cũng sẽ là vợ chồng, đúng không ạ? Đó là chiến sĩ Anh Kiệt và bạn gái Mỹ Trinh. Xin mời cặp đôi đầu tiên là cặp vợ chồng của thiếu úy Lê Văn Hiền sẽ giới thiệu về bản thân mình. Xin mời. Tôi, thiếu úy Lê Văn Hiền, đang công tác tại lữ đoàn công binh 270 quân khu 5, và điều tôi thích là đã chơi guitar và piano, và những điều tôi không thích là không thích vợ tôi những lúc giận dữ, và bên cạnh là vợ của tôi. Tôi là Trần Thị Ngọc, hiện đang công tác tại phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, và đây cũng là nơi quê hương của chồng tôi. Sở thích của tôi là được nghe chồng tôi đánh đàn và hát cho tôi nghe mỗi ngày, và thích nhất là cuối tuần được thưởng thức những món ăn ngon do chồng chính tay chồng tôi nấu. Thế món gì mà anh Lê Văn Hiền nấu mà chị thấy ngon nhất? Món anh ấy nói ngon nhất là món gà KFC. Gà KFC, tức là gà tẩm bột rán đấy. Gà tẩm bột xong rồi chiên lên. Sở thích của mình là được nghe chồng đánh đàn và hát cho mọi ngày, nghe mỗi ngày. Thế nhưng lúc ở xa nhau thì làm thế nào để được nghe những cái giai điệu đó, những tiếng hát của chồng mình? Anh ấy thường khi hết giờ làm việc, anh ấy thường hay gọi điện về cho vợ và hát cho vợ nghe. Hai vợ chồng kết hôn lâu chưa ạ? Tôi kết hôn được đến nay là gần 3 năm. 3 năm kết hôn rồi mà vẫn giữ được sự lãng mạn và ngọt ngào trong tình yêu như vậy thì thật là đúng là rất là đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn hai vợ chồng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen và trò chuyện với cặp đôi còn, tôi nghĩ là đang ở trong cái độ tuổi có khi nó còn nhiệt huyết hơn, đúng không ạ? Vâng. Đang trong giai đoạn mỗi ngày không chỉ hát cho nhau nghe đâu, còn làm nhiều thứ khác nữa. Xin mời các bạn giới thiệu bản thân mình. Xin mời anh Kiệt. Tôi, binh nhì Lý Tuấn Anh Kiệt, đến từ lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Sở thích của tôi là được đi chơi cùng bạn bè, người thân, nghe nhạc, xem phim. Điều mà tôi ghét nhất là sự giả dối và thiếu thủy chung. Sự giả dối và thiếu thủy chung. Tôi muốn hỏi Kiệt một chút là trong quá khứ mình đã bao giờ phải đối diện với sự giả dối hay là sự thiếu thủy chung hay không mà mình lại dị ứng với nó ghê thế? Dạ thì cũng có. Cũng có. Dạ. Tức là mình đã từng bị một người nào đó nói dối và sau đó thì cái cảm giác của mình là tổn thương. Cũng có một chút. Cái người nói dối là con gái hay con trai ạ? Dạ tất nhiên là con gái ạ. Sao lại tất nhiên là con gái? Bạn nói cứ như là chỉ có con gái chúng tôi nói dối ấy. Biết đâu đấy bị một cậu bạn nào đấy nói dối thì sao ạ? Thế còn hãy giới thiệu cho chúng tôi biết về cái cô gái đang đứng cạnh bạn nào. Đây là bạn gái của tôi. Và tôi, Võ Thị Mỹ Trinh, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Tôi thích đi du lịch và hát, tôi ghét màu vàng. Ghét màu vàng? Ồ, vì sao mà Trinh lại không thích màu vàng ạ? Chắc màu vàng liên quan đến sự giả dối, tôi đoán thế, tôi không thích. Vâng, tôi hỏi Trinh một câu nhé. Bạn đã bao giờ từng nói dối chưa? Nói dối rất nhiều ạ. Nói dối rất nhiều. Thế mà nói dối cái kiểu là nói dối để cho người khác thỏa mãn và nhẹ lòng thôi, chứ không phải là nói dối để người khác tức giận ạ. Thế đối tượng mà bạn thường xuyên nói dối là đối tượng nào ạ? Có phải là cái đồng chí đứng bên cạnh không ạ? Dạ không, tùy lúc thôi ạ. Lời nói dối dễ thương nhất mà bạn dành cho anh Kiệt là gì? Em thương anh. Cái gì? Rất hay. Thì... em thương anh thì tôi rất hy vọng đấy là lời nói thật, lời nói chân thành từ trái tim. Từ từ đã, để người ta giải thích. Là người nói thật. Em yêu anh là nói thật, còn em thương anh là nói dối. Cô gái này rất là thú vị đấy. Hay thấy không? Đấy, cao thủ lắm. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà các cặp đôi của chúng ta thể hiện tài năng của mình. Có lẽ là cặp đôi của vợ chồng thiếu úy Lê Văn Hiền đấy ạ. Sẽ là tiết mục gì? Xin mời các bạn. Và hôm nay đến với chương trình, chúng tôi xin gửi cho quý thứ trưởng cùng toàn thể các đồng chí một bài múa trên nền nhạc Cô Dâu. Xin kính mời quý thứ trưởng cùng các đồng chí thưởng thức ạ.
không gian rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào. Không biết là xem xong cái phần biểu diễn của vợ chồng đồng chí Lê Văn Hiền thì các cổ động viên ngồi phía dưới có ai muốn, có ai cảm thấy sốt ruột và muốn lấy vợ không ạ? Ai muốn lấy vợ giơ tay ạ? Đồng chí Bảo thì sao ạ? Cũng là một người chưa lập gia đình. Đồng chí có cảm xúc như nào sau khi xem xong phần biểu diễn vừa rồi? Tôi rất là ngưỡng mộ cặp vợ chồng này, luôn luôn yêu nhau từng ngày từng giờ, đúng không ạ? Tôi thì lại nhìn vào những giọt mồ hôi lăn trên trán của đồng chí Lê Văn Hiền. Tôi nhận thấy rằng là ngày nào mà cũng hát cho vợ nghe, ngày nào mà cũng bế vợ quay 360 vòng như thế. Nó vất vả lắm đấy, không đơn giản vâng, đâu. Tự chung lại một từ là vất vả. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của chiến sĩ Anh Kiệt và bạn gái Mỹ Trinh. Xin mời các bạn. Hôm nay đến với chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thủ trưởng và các đồng chí có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Điệu hò Ba Lý, Quảng Nam. Ước năm thì anh chịu là hô, ước người thương anh buồn quá hô hoa, là hô hò hoa. Dù cho trời đất phân chia, Ba Lý tăng tình mà nghe ta hò. Ba Lý tình tan trời đất phân chia, hai đứa mình như khóa là hô, với chia bên nhau quá hô. Thân mến, chúng ta sẽ làm công việc của chúng ta, đó là ban giám khảo. Đầu tiên tôi xin hỏi những biểu quyết dành cho anh Kiệt và Mỹ Trinh. 315 chiến sĩ. Tiếp theo là cặp đôi của thiếu úy Lê Văn Hiền và chị Trần Thị Ngọc. Xin mời. Đó. 313. Xin được chúc mừng cặp đôi của chiến sĩ Anh Kiệt và bạn gái Mỹ Trinh. Đây là hai món quà đến từ nhà tài trợ công ty cổ phần cáp treo Bà Nà dành cho cặp đôi của chúng ta. Chúc mừng anh Kiệt và chúc mừng Mỹ Trinh. Tiếp theo là những chiếc đồng hồ có in logo chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ dành tặng cho hai bạn. Xin được chúc mừng. Còn đây là những món quà kỷ niệm mà chương trình dành cho vợ chồng của thiếu úy Lê Văn Hiền. Xin chúc mừng hai vợ chồng ạ. Nhớ xa xưa, nhẹ rơi trên đất.